Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Trân Sơn, huyện Yên Sơn, với sự tham gia của 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Trong ngày hội sẽ diễn ra nhiều nội dung gồm triển lãm ảnh, sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, không gian trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc, trình diễn giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc, chương trình nghệ thuật trình diễn di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, trưng bày, chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống các dân tộc cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc. Hiện nay, huyện Yên Sơn đang tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón tiếp các đoàn của huyện, thành phố và du khách tham gia ngày hội, phối hợp xây dựng nội dung chương trình một cách đặc sắc, hình thức phong phú, chọn lọc đặc trưng di sản văn hóa tham gia, đảm bảo ngày hội diễn ra hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 là sự kiện nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa các môn thể thao truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất và người, tiềm năng thế mạnh, phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến du khách.